Đó. Đi mọi người. Đi đi mấy ông ơi. Đi đây nè, đây còn cái nè. Đấy ngoài. Đây cái vừa cho nó ra ngoài, thấy cái ngoài cắm đầu đó. À có cây, có cây không? À. À đúng rồi. Cho tất cả mọi người đến với kênh Khánh Trung Lóc mọi người nha. Trời ơi. Hôm nay mình đang có mặt ở tại chùa mọi người, thì hôm nay mình sẽ đi bắt cá phóng sinh mọi người. Thì tại do nắng khô hạn quá mọi người, thì nước cái hồ cá mọi người thì nó cũng khô quá. Thì hôm nay mình cũng có một chủ cũng kêu mình qua để qua tác phụ mấy cái đìa cá không ha. Qua tác mấy phụ mấy cái đìa cá thì để bắt thả cá thả xuống sông lại. Thì đây thì chút xíu mình sẽ đi qua chỗ cái đìa cá đó mọi người. Thì mọi người cứ theo chân mình, hai anh em mình thì để coi cái hồ cá đó ở đâu mọi người nha. Đây. Thì hai anh em mình sẽ đi qua chỗ cái hồ đúng không ha? Cái hồ bên đây à, có nhà mát nè. Thì đây cũng là một cái ngôi chùa mọi người. Thì chùa Ông Á. Chùa Ông Á. Đó, thì có ngôi chùa má của chùa bà mọi người. Thì cũng sợ tại vì chắc cái nước nó khô hạn thôi ha. Khô rồi xong cá nó không có chỗ bơi lội mọi người. Bị bắt cạn rồi, giờ mình bắt đây mình đi ra xong mình thả lại. Đây. Thì cái hồ đây. Đây mọi người, cái hồ đây mọi người. Thì cái hồ đây không sao? Đúng rồi, cái hồ này đẹp lắm. Bây giờ mình đi qua đây chứ bắt anh em ơi bên kia. Màu lắm. Nó mắc cạn là lát nó chết rồi. Đây mọi người. Đó. Hồ cá cạn hết trơn đó mọi người. Đây, hồ cá nó cạn khô rồi mọi người. Thì nói chung là khô cạn á thì nó không còn để cho nước bơi nữa thì nó sẽ chết. Thì thôi mình vậy thì mình bắt nó lên. Xong lại. Đúng rồi. Đi qua đây chứ bắt anh em đây rồi. Đó mọi người thì coi nè. Nam mô Di Đà Phật. Đó mọi người thấy ai không? Con cụ đèn. Còn đúng cái nịt đấy. Đây xuống đây rồi, cứ bắt cái này bên đây luôn nè. Cá rất. Bên đây đi thôi anh. Nó bị mắc cạn nè. Qua wow, không có đường leo nữa. Thôi. Làm gì vậy? Sao? Leo quá. Đúng rồi. Quá. Kia nó chắc tét hát luôn á. Đây. Hello. Đây mọi người. Con cá này mọi người. Đó, con cá phóng sinh đó. Cá phóng sinh đó mọi người. Đây. Bây giờ mình xuống phụ tiếp ba nè luôn. Bây giờ. Mà muốn khó không luôn. Bây giờ. Bỏ mua đi. Nãy. Đó mọi người thì anh em đang bắt đây mọi người ha. Nó cạn quá, giờ mình xuống tiếp bắt anh em thôi. Tôi không biết rồi. Nè bắt cá bông sảnh gì chú? À. Ê đây chú dọn con kìa. Đậu xanh đây nè. Bắt cá thả cho xong lớn mình. Để nó kẹt cạn nè, mắc cạn nè. Mắc cạn quá rồi. Mình bắt đi. Cầm vô. Nè. Từ từ. Nè lấy này vớt nè. Đó mọi người. À. Đó lớn nè, bắt cạn nó chết hết mọi người. Thôi không được. Che hả? Đây.
À, cá bự nè. Cá bự nè. Này ơi, đổ đủ nãy rồi. Cũng con cà bá nó rồi. Đây là anh em chú. Chú hỏi. Không, cái này còn con tre bự lắm. Chưa có gặp. Bắt tay cái gì? Đây nè. Đây một con. Đây con cá nè mọi người. Con cá chép vàng. Cá chép vàng hả? Cá đuôi hồng luôn ta. Cá đuôi hồng. Cá kìa. Xô mà. Vô trộn cho nó chạy. Nó chết nè. Gì vậy Tân? Bò sợ đó. Nước càng ngày nó càng cạn đi, cạn đi. Nó khô hạn đó. Khô hạn đó là sao mày ngu quá vậy mày? Đây còn con chê bự lắm mà. Không biết nó nằm ở đâu đây. Đúng rồi, hỏi chú, cái này là chú bắt cá gì rồi chú không xanh là chú thả ở sông nào chú? Thả sông đó, ba sông lớn con. Thả sông lớn hả? Nhờ cá nhà chùa đem ra phong sinh để thả về tự nhiên, thiên nhiên. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Đây mọi người thì có con chú này cũng nhiều. Đây nè. Đây một con cá chê bự à. Cái gì? Cái chê. Ê, con màu vàng bắt được chưa? Chưa. Con vàng đó. Con màu đen. Con màu đen nè. Con màu vàng. Con màu vàng. Con màu vàng nữa nè. 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 Con màu vàng nữa n
đây. Bự nữa, con vàng bự lắm. Con màu vàng. Con vàng bự lắm, chứ qua đây nãy. Đây nó đây nè. Lấy cái vạc lại. Lấy vạc lại, xổ ra đi. Xổ ra đại nó đi. Nó chui đi nè. Đây nè. Giờ này mới có 7 giờ là anh em mình đã tập mặt tập hợp ở đây sẵn hết trơn rồi. Cái 7 giờ mình xuống ao có đủ mặt đó mọi người. Giờ gắn bắt lên chưa hết. Bây giờ thì mình cũng nhảy lên trên mọi người. Nhảy lên trên thì mình sẽ đi qua đây thì mình coi mấy con cá cho thôi nó thả mọi người. Đây nè. Có mấy chú đứng bển á. Nha mọi người. Con cá chuẩn bị đi phóng sanh mọi người nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, con cá chép. Chiều này cá ong quá mọi người. Mình đi thả không chú? Em đi thả cho thì đen đây mới thả. Thì đen đây mới thả hả? Đây mọi người. Bây giờ là chú đen rồi, đem đi thả cá mọi người nha. Đem đợi thêm nữa. Chẳng hả? Này là mắc chắc mình đi cứu cá không sành không chứ em. Đang bóng xanh đây sông lớn mình hả ba. Nó ban chạch. Rồi đi mọi người. Đây mọi người. Thì mình sẽ xuống dưới coi. Ngửa lên luôn. Vô gió lên bờ luôn. Đừng đen. Đây gì ha? Cái này tạng nổi. Cái tạng nha. Cái này cầm lên chụp được không nào? Không chụp được đâu á. Nó trên nó được. Để cũng được không? Bên trên á. Ôi. Được mấy giờ rồi. Lên. Bà ơi, con mua kìa. Rồi đem lên đi. Ôi, con mua. Lại kéo lại lên. Quá cho con mua luôn. Đứa gì chú? Hả? Con mua. Con mua ông hả? Ừ. Quá trời luôn, đẹp quá ôi. Đi ngang. Quá trời đẹp ơi. Nó mua gì là Phật. Quá trời đẹp ơi. Nó chụp hình. Vô hai người chụp hình vô chú. Vô cầm của hai người chụp hình vô. Quá trời à, giống rồi. Đem lên đây nè. Thấy không? Thấy xuống. Thấy. Cái dạng đâu? Rồi thì có con cô bé mọi người thì ủa này là người ta cứu cá phóng sanh phải không con? Dạ. Giờ anh em thì đang anh em thì cũng đang cũng đang mò. Hết chưa con ơi, hết chưa bò dậy lại coi. Còn nữa. Ơi con gùa lắm đi ơi. Gùa đó già được quay đám con không bắt đó mọi ơi. Thôi để cấp chuyện phải ống kia kìa. Đó để thả điển á, nà điển á. Kia đang bắt cá rồi. Đây. Wow, cá vô. Chạy đã rồi bắt đó. Trời mãi nó khương chạy ơi, cả hòa ta một. Cũng... Ê, một con nữa rồi, cá vô. Đây. Con
đi nữa rồi. Rồi rồi đấy ơi. Đó, không ai cho mà. Đây áo thùng mỏng quá. Chơi áo đây 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 quay lại quay cái kia. Ê gùa gùa này gùa này. Gùa. Đâu? Đây là hai có hai con đó. Nghĩ gùa. Nè. Gùa con. Đây nè, đây nè. Đất ghẻ thôi chứ gì. Số 18 phải không? Nó là ngoài mẹ. Tao sắp mẹ đi theo mình không? Sắp kiểu nó chỗ luôn à. Điểm cô mày. Cái làm kim cương có 170 mấy rồi, 180 mấy. 120 mấy là tổng lại là 370 mấy rồi, tính 350 cho thôi. Thôi thôi tao về cho nó xịt hết rồi. Thôi. Ừ. Bữa là điểm nó bỏ tám con gì mà. Thả cây lên luôn hả Tấn? Rồi thả cây lên trên luôn. Lấy gỗ lên đó mày. Đi qua đây rồi, xin nhau qua đây rồi đen. Ờ xin nhau bắt từ 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 hết chặn nó mới bắt được hết cá. Nó chơi cho nhỏ còn kìa mà khó bắt lắm. Để con sóc nè mọi người đó, để con sóc đó. Để thử. Để thử gỗ của ổng á. Rồi rút thấy lên cây ở dưới không. Đâu bên đây con á. Cái gọi là cánh gọi quá trời cái gọi luôn à. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Nó đi đâu đâu, tao chụp hết rồi. Đâu à? Đâu à? Cái cá nào là đi đó đó. Lên cũng nói giải lao chút xíu đây, chừng nào cá nó nổi lên rồi mình xúc mình xúc ra. Ngưng 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 lát nó nổi lên chưa nè. Tao hỏi chú đây. Quậy lát nổi lên chứ nổi đây thôi nằm đây. Rồi nổi lên hết giờ mấy cá. Đó đi, đó lên đó, lên 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 đây. Lên lên còn rồi đó. Lên. Đó 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 đó. Cá quá mọi người. Đó đó lên, nó lên rồi lên rồi. Cá chân bóp lên cho nó. Cá không xanh. Bây giờ mình xem cá đi ra tổ xong đó mọi người. Theo chú đang ổng chở đây á. Rất là to luôn á.
con lớn. Ô, ngồi chú bọc bầu chim đó. Cá bự quá. À. Trời ơi, sáu dây xuống. Cá bự á. Cá này dưới sao có bự đó hả? Hút bự luôn. Ghê ta hút bự cái này mình tiến xuống rồi. Tiền tiền. Hút. Đây, rồi vô luôn. Đây con cá nó rất là to luôn nè. Ôi. Đó, quá trời to luôn đó. Đó, con cá này. Rồi. Đây mình khiêng xuống máy xong một chút. Đây. Đây. Dạ vậy. Đây bình thường đấy, không sao. Cứ bình thường. Rồi. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thả mấy chú mấy con cá đi. Dán tới đây mình thả cá nha mọi người. Rồi dành bọc ra, dành bọc ra luôn. Đây rất là to ha. Đây xong to. Dài. Đây đây có. Trong lớn đó. Còn rùa nữa. Bây giờ mình thả nè. Rồi mở ra, mở đại ra, nghiêng nghiêng nó chạy xuống nè. Đi mọi người ơi. Đi đi mấy ông ơi. Đi đây nè, đây còn cái nè. Đấy ngoài. Ê cái vừa cho nó ra ngoài, thấy cái ngoài nó cắm đầu đó. Đó có cây không? À. Thôi cảm ơn. Đó. Ê rửa cái sọt mày. Rửa sọt đi. Rửa xe tay mày. Rồi. Rồi lên mọi người. Quá. Nó lại quá. Lên múc nước đây tí. Rồi xem nhanh múc cá nước đi. Tình. Có một sình đó, sống nó rất là lớn. Đi xe thả rùa. Xong rồi. Thả rùa với bà. Thả rùa bà. Ta phải xuống sông nha. Đúng rồi, đem đi xuống sông rồi thả. Sông này. Về sông lớn hả? Về sông lớn, sông thiên nhiên ở. Không, không ở chùa nữa. Đây, đây, đây mình xuống luôn rồi. À, mình xuống này nè. Ôm từ con, từ con. Đúng rồi. Ôm từ con. Quá trời. Cái này không? Rồi, đây. Con cá không? Đi sông lớn hả? Rồi đi vô nó giật ông không muốn đi nữa kìa, ông còn ở lại. Đi đi ông ơi. Mình đem xuống ở đây mình đổ xuống luôn. Đó, ông đi kìa. Ông đi đó. Con chú này chưa thả, chưa chịu lấy nữa nè. Đi thả, thả ra đi, kìa, kìa, mở 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 đầu ra, giục đại đi á. Thôi dậm giục luôn đây, với... không, đây. Đi đi. Đây đó. Thả ra đây đây nè. Không kìa. Để thả lại hay giục lại, rồi lại đây đi. Đó. Rồi đi. Bơi. Bơi. Bơi đi. Đó, đây rồi đó. Thôi mọi người đây. Đây đây đây. Rồi sao mọi người? Đây. Ủa,